cái đuôi nó nè cả nhà. Dụ luôn, bắn luôn. Vô nè cả nhà. Đó. Câu này thì nó dễ lắm cả nhà. Vô thùng. 4 con rồi cả nhà ơi. Hello cả nhà. Tấn Nguyễn miền Tây xin chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ và luôn luôn thành công trong mọi công việc. Hôm nay Tấn tiếp tục đi câu gắn mối cả nhà ơi. Bữa nay giờ này cũng cỡ 1 giờ mấy rồi. 1 giờ mấy chiều rồi cả nhà. Cái vòng tròn Tấn đi câu gắn mối nè cả nhà. Dư Tấn cũng còn một mớ dế nè. Tấn kiếm ít con gắn mối đặng ngày mai Tấn đi đặt lập gắn cả nhà ơi. Tấn mời cả nhà theo chân Tấn đi câu gắn mối để Tấn kiếm ít con, rồi con nào dễ dễ quay cả nhà, người Tấn quay cho cả nhà xem. Ở dưới đó con còn gắn mối đó, Tấn mới đi ngang, Tấn thấy nó nằm phơi nắng ở chỗ đó đó. Mưa sáng giờ này mới hé nắng lên nè cả nhà. Gắn mối giờ này mới có đi ăn nè. Ở dưới đó đó, Tấn thấy nó nằm ở dưới đó đó. Nó bò đi đâu rồi cả nhà ơi? Nó đi lên nè cả nhà. Đang dụ nó lên. Kìa nó bò lên. Còn cái mối to cả nhà. Vô con đầu tiên rồi nè cả nhà. Ngày chằng lắng vừa câu mấy con gắn mối với cả nhà. Ở dưới đó có ổ ong màu vẽ nó to lắm, ở trong cái góc chuối nè. Hôm qua Tấn đi kiếm cái đường đặt bằng mấy cái lập gắn, bước xuống chút xíu nữa đạp lên ổ ong màu vẽ rồi. Kìa nó bay vô kìa. Cấp nãy như Tấn câu bên đây có con gì nó ăn nè. Không phải cả nhà, con gắn mối đó. Ôi ôi, cái ong vô vẻ nó to nè cả nhà. Khủng khiếp thiệt chứ. Hôm qua Tấn đi chút xíu nên Tấn đạp lên đó rồi, nhờ hình Tấn thấy. Nè nè, cái con ong nó bay vô nè cả nhà. Giờ này cũng nắng lên nè cả nhà ơi. Tấn đi theo cái máy lộ, Tấn kiếm ít con. Cái con nào mà nó dễ quay á, dễ câu rồi Tấn quay cho cái nhà xem. Tấn cũng vừa đi trên đường chạy lên đồng nè cả nhà. Ở dưới đó Tấn phát hiện được con Hugo, nó đó làm mà cả nhà ơi. Mà Tấn lấy cây cần câu, Tấn câu dụ nó ra qua bên đây rồi Tấn bỏ nó vô đây. Đó ké luôn cả nhà. Kìa nó qua. Nó. Quá thế nó đỏ rồi. Nó đu mấy cọng cỏ cả nhà ơi. Nặng của hết dòng dế luôn rồi nè. Ôi ôi. Vô thùng. Tấn câu nãy giờ từ dưới Tấn kệ lên đây là được 3 con rồi nè cả nhà. Ở đằng đó chỗ chiếc xe Tấn câu
Tấn câu cho chiếc xe Tấn cũng bộ một con rồi, mà Tấn không quay nữa. Tấn đi lại đây được một con nữa. Thì Tấn đi theo mấy cái mé này nè, dài dài qua lại là nó sẽ ra nữa. Tấn đi lại đây nè cả nhà. Tấn vừa gặp một con gắn mối trong trên cây chuối á. Nó chạy xuống. Này nè, nó nè. Ý, ý. Vô thùng. Bốn con rồi cả nhà ơi. Mấy anh em nào biết câu cái này cả nhà, dễ kiếm mồi nhậu lắm. Câu im hơn cứ đi câu cá nữa cả nhà ơi. Mấy anh em câu quen tay vài lần á, câu khoảng chừng cỡ tầm một tiếng là dư sức nhậu rồi cả nhà. Rồi Tấn đi theo mấy cái mé chuối này nè, với mấy cái bờ trống trống gì gì nè cả nhà. Rồi Tấn đi kiếm Tấn câu. Cái dòng của Tấn nè cả nhà. Chỉ cộng dây chì xỏ vô, xỏ dế vô, mình cốp lại cho gắn mối nó ngậm lên mấy cái con dế này nè. Rồi mình dở lên, mình bỏ vô cái thùng. Mình lấy cái tay mình hứng, cầm cái thùng mình hứng á cả nhà. Do Tấn đi câu có một mình á, rồi cái tay Tấn quay rồi Tấn mấy câu bỏ vô. Hồi nãy giờ Tấn câu cũng gần một tiếng cả nhà, được có mấy con à. Nắng gián đoạn quá, giờ này cũng xế chiều rồi. Gắn mối thường thường Tấn câu là 6 giờ rưỡi sáng, gắn mối nó mới đi nhiều cả nhà. Giờ này nắng ít xịu à. Sáng sớm thì mưa, Tấn không có đi câu sớm được. Giờ này Tấn câu Tấn kiếm chừng mười mấy con à. Đặng ngày mai Tấn đi đặt gắn. Ở trong đây nè cả nhà, có một con gắn mối Tấn mới câu sẩy nè. Mà cái con này nó hơi nhát cả nhà. Tấn dụ gần gần lại. Đó nè kìa. Đi vô thùng. Con nào con nấy nè cả nhà. Tấn câu gần một tiếng đồng hồ à. Tấn bắt một con cho cả nhà xem. Bữa nay chuyến mưa trời hơi tối, mong cả nhà thông cảm. Ồ, cái con này con đực nè cả nhà. Cái đầu nó bành kilo nè. Ủa, con này con cái cả nhà, cái đuôi nó cục nè. Con cái con này. Để Tấn câu theo mấy cái đám cỏ này nè. Cái chỗ nào nắng ra thì Tấn đi kiếm Tấn câu. Gắn mối thì thường thường nó ra tới hai cử đó. Cứ sáng cứ chiều. Cứ chiều tầm khoảng 2 giờ rưỡi đến 4 giờ rưỡi chiều cả nhà. Mà nắng đẹp đẹp á. Mà buổi chiều thì nó ra ít hơn buổi sáng. Giờ này nó ngưng nắng nữa nè cả nhà. Chuyến mưa tới nữa nè. Nguyên buổi sáng 5 giờ sáng mưa tới cấp nãy là 11 giờ mấy, gần 12 giờ mới ngưng. Rồi Tấn mới chuẩn bị đi câu. Tấn cũng vừa tới cái chạy cái địa điểm cũ nè cả nhà. Thông thường thì Tấn câu ngay chân cái chỗ này là gắn mối nhiều lắm. Ngay chân cái khúc cái chạy quang nè cả nhà. Mấy cái chạy quang thì thường thường gắn mối đưa ở lắm cả nhà ơi. Với mấy cái đống củi đó. Ở dưới đó có con còn nữa kìa. Con này nó không được to nữa. Nó ảnh hốt rồi nè cả nhà. Để Tấn chọc nó chơi. Dụ luôn, nó bắn luôn. Vô nè cả nhà. Đó. Câu này thì nó dễ lắm cả nhà ơi. Do Tấn đi quay có một tay á, rồi câu nó hơi khó. Khi nào mà Tấn câu Tấn bán cho người ta là Tấn ít có đi quay lắm. Tấn câu nguyên ngày nó tầm 3-4 kg á. Nãy giờ Tấn câu cũng hơn tiếng rồi nè. Do bữa nay không có nắng á. Để Tấn kiếm ít con nữa dài dài xuống dưới rồi Tấn đi về. Giờ này cũng xế chiều rồi. Tấn tới cái hầm Lục Bình nè cả nhà. Tấn có đặt một cái lờ gì đó. Cái kênh ngóc nhỏ miền Tây cả nhà. Tấn chuyên về đặt lờ. Tấn thăm ở dưới đó hoài đó. Bữa nay Tấn dở lên Tấn dời vô đây nè cả nhà. Tấn dời vô sát mé. Mấy gà chạy cá lóc kiến khủng khủng không à. Có bữa đó là chạy gần 5 kg cá lóc kiến cả nhà. Lóc kiến to to không à.
Ở bên đó thì Thắng có giăng một tay lưới gắn cục. Còn ở đây cũng có một tay nữa nè cả nhà. Mà Thắng thăm rồi không có dính nữa cả nhà. Bữa nay thành quả được nhiều nè cả nhà. Thắng câu cả 2 tiếng đồng hồ nè. Bữa nay được nhiều nè cả nhà. Cũng được mấy con à. Tại vì bữa nay mưa quá, mưa rồi không có nắng đó. Người Thắng đi câu trễ quá, 1 giờ mấy Thắng mới lên câu. Thắng câu Thắng kiếm chữ ít con à. Bạn ngày mời Thắng đi thăm đập gắn rồi Thắng đặt lại. Hồi nào giờ Thắng câu gắn mối cả nhà. Thắng mới dính cái con này là đầu tiên luôn nè. Nó thấy hai cái đuôi đó. Thắng mới quay cho cả nhà xem. Thắng mới thấy nè. Lần đầu tiên Thắng câu dính luôn cả nhà. To hết biết to. Cái đuôi nó nè cả nhà. Thắng về cả nhà. Để về bữa nắng đẹp đẹp và Thắng câu nhiều nhiều quay cho cả nhà xem. Thắng cảm ơn cả nhà đã xem video của Thắng. Thắng chân thành cảm ơn nhiều. Video Thắng có hay, cho Thắng một lượt like, đừng đăng ký kênh, có thêm động lực Thắng ra video hay cho cả nhà xem. Thắng cảm ơn nhiều.